Anh em đang cần một giả lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn hình thì ấn tải luôn NLDPlayer ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, ngày thứ 10 của anh em như thế nào rồi? Ngày thứ 10 của mình thì hơi bị kinh khủng luôn anh em ạ. Đây này, hôm nay mình vừa vào triệu hồi linh thú thì ra luôn em Chu Tước. Mình vẫn biết là chờ đến cái sự kiện gọi là chiêu mộ linh thú các kiểu ấy. Ở trong cái phần luân hồi điện này này thì chúng ta sẽ sau này sẽ có thêm một cái sự kiện liên quan đến tiêu ngự linh thạch. Biết là chờ đến lúc đấy xả 1000 ngự linh thạch đi thì nó ok đấy, có lời đấy, nhưng mà không chịu được anh em ạ. Trời ơi, phải múc luôn em Chu Tước đấy. Thế là mình đã cho vào đội hình thêm một em Chu Tước nữa, nâng sao lên đấy, công cộng 21% mỗi đội dòng của nó. Chán quá, hai dòng cam thì một cái là liên kích với một cái là phản công, một dòng tím lại là kháng né, hơi chán anh em ạ. Buồn ghê. Thôi thì hôm nay cứ phải nhận cái quà cái đã. Nhưng mà vì nằm trong top 50 thế cho nên là quà đá ngũ sắc nó chỉ được có 20 cái đá ngũ sắc thôi. Trong khi đó là ở trong cái phần vật cưỡi bậc 3 này để nâng cấp lên thì lại cần phải 30 viên. Vẫn phải chờ một tuần nữa anh em nhá. Nhưng mà không sao, không có gì cả, cứ bình tĩnh mà chơi thôi anh em. Góc gói siêu hời nào, thẻ tháng nào. Tiếp tục là nhận hết tất cả các gói chưa? À hôm nay là mình có nạp 79k, 78k, 79k để auto thuê chuột nhỉ, trong vòng 1 tháng luôn. Phúc địa này, đây này, thuê 1 tháng luôn này anh em này. Trời ơi, cho nó nhàn tênh ra. Có cái gì đâu phải bông khuâng đúng không anh em? Tiên duyên hôm nay nhá. Hôm nay thì mình vẫn quen mùi nhớ mùi ăn mãi ngày hôm qua. Đó chính là mình đã ra được một em pet đỏ ngày hôm qua đúng không? Thì hôm nay chắc chắn là mình sẽ tiếp tục. À đâu, đúng rồi, trong phần vận may này mình ra một dương pet đỏ. Nhưng hôm nay nó chuyển sang phần tinh quái. Cũng được, nếu mà tinh quái cũng được, bởi vì là mình sẽ có thể lựa chọn tiểu long nữ chẳng hạn. Reset phát đã, ông già. Reset phát nữa, thờ ri phát nữa đi. Không có ứng long thì thôi, bye bye, goodbye, see you again. Nhiệm vụ hôm nay là thu hút tinh quái này. Ôi, hôm qua anh em bảo mình bảo anh em ở đấy, nó sẽ có một cái nhiệm vụ là tăng cấp tinh quái 3 lần đây này, anh em thấy chưa? Rồi thì 5 lần đây này. Cho nên là ngày hôm qua mình đã bảo anh em là nhớ nhá, nếu như mà chiêu mộ tinh quái thì phải để dành đến 5 lượt nâng cấp. Đây này, ví dụ như là 1 lượt này. Bóc bong ra môi anh em ơi. 2 này. Đấy. 3 này. Ok chưa? Đúng 4 và 5 lần nhá, 5 lần. Còn lại cái này lại tích lũy lại để ngày mai chơi tiếp thì nó sẽ là hợp lý hơn. Nếu như anh em nào mà chưa để ý đến cái này thì nhớ nhá. Đây này, vận may của mình là ok luôn đấy. Đấy, giờ chặt cây nữa thôi. 500 phát chặt cây. Với cả cái gì nữa nhỉ? Thu hút tinh quái 5 lần đúng không? Thế thì lại đi thu hút tinh quái thôi. Ơ kìa, triệu hồi này. 1, 2. Tùy anh em nhé, thường thì mình đã mất công rồi mình ấn luôn đây ấy, cho nó tỷ lệ nó ra nhiều hơn. Đấy. Thế là tổng cộng là 7 lần. Ok, mình xin 8 đúng không? Thế thì chờ chặt cây thêm 2 phát nữa là ok. Chặt cây thì một cột mốc là 200 đào, một cột mốc là 500 đào là được. Tiên duyên này. Đấy, quyết tâm là không làm gì nữa kể từ bây giờ, trừ gọi là auto chuột cũng như là thẻ tháng. Đấy, hô máu luôn anh em ạ. Bạo kích 9,6%. Cái này tăng lên một tí. Kháng liên kích, kháng hút máu. Liên kích, chờ tí, check thử xem nào. Chỉ số liên kích là 110, bạo kích là 130. Uầy, mình thấy bi bạo kích ngon phết anh em ạ. Đánh cứ 1 quả là đi luôn. Từ đó, lấy cái món này nè, bạo kích 9,6. Thôi lấy cho anh em. Luân hồi điện, gói miễn phí. Nói chung là luân hồi điện mấy cái này thì mình không bị lừa nữa. Hôm qua anh em nào xem rồi thì biết, toàn là cú lừa thôi. Tập kết bang xem nào. Hôm nay nhận những cái gì đây? Ai chà, ai chà nhiều đấy. 200 phù thiên diễn. Gói miễn phí này. 1, 2, 3. Và đây tiếp tục là mình vã nha. Ok, 15 tịnh bình thủy. Quà này Thế lại đủ điểm thêm một cái dương nữa rồi. Ê à, 3 dương liền anh em ạ. 5 dương liền á. Ảo vậy. Rồi xem 3 dương ấy được tổng cộng là những cái gì nhá. Ấy nhầm. Đây 5 dương. Ôi giời, ui thế. Đây rồi. Cá một tuần. Ui, giảm sát thương cuối 7,1% luôn. Tuyệt vời thế nhờ. Được chưa? Ngon này anh em này. Tiếp tục là auto. Ok, 200 nào chưa? Nhiệm vụ. Ôi giời. Thế thôi à? Vào trong phần thần thông tí. Nhận thần thông này. Free 3 lượt. 2 và 3. Ok, nhưng quan trọng là trong này này. Ghép xem nào. Thêm được một ấn ký giảm sát thương cuối nữa rồi. Nhưng gỡ cái này đi. Mình sẽ xuất chiến cái này vào. Nó sẽ là hợp lý luôn anh em nhé. Là 7,1% giảm sát thương cuối ở đây rồi đấy. Ngon lành. Trên này xem có ấn ký gì ngon không. Không có. Chói thần tầng 3. Có một cái là cường hóa sát thương đạo pháp này. Thực ra nếu như anh em nào mà chơi bạo kích thì thay cái này vào cũng ghê gớm ấy. Thay thử nha anh em. Wow, như là thốn nhỉ. Bỏ qua thuộc tính kháng này. Cường hóa thuộc tính chiến đấu nó vẫn cứ làm cái gì đấy ổn áp anh em nhé. Bỏ qua thuộc tính kháng. U là trời. Đây. Trên này thì sao? Ui giời, được thêm một cái cường hóa sát thương bạo. Không ăn thua. Cường hóa linh thú. Cường hóa sát thương bạo. Chọn cái nào bây giờ nhỉ? Thử chọn cái này nào. Biết đâu đi đánh bạo kích các thứ nó cũng ngon thì sao. Ok, vận may. Bạo kích này. Đây này. Rồi, bây giờ x10 này anh em này. Xem được cái gì không nhá. Ui rồi, toàn đào là đào thôi. Ơ, 100 đào à? 190 đào liền. Căng phết. Những thứ mình cần là cái này cơ. Deck ra anh em ạ. Thôi cũng được, chẳng nhẽ nó lại ra gọi là hên 2 ngày liên tiếp thì nó không ra nào. Tiên hữu này. Ok. Hoa tưởng dung. Đây nhiều anh em cứ hỏi mình là chuột chiếc thì sau khi mà mua nhiều chuột thì thể lực nó có tăng không, thì mình chả thấy nó tăng gì. Chủ yếu là anh em muốn tăng thì để vào tăng em hoa tưởng dung này. Thì cái phần thể lực tiểu yêu ở trạng thái dồi dào nó sẽ tăng lên. Còn mua chuột nó có tăng thêm thể lực đâu. Ok. Đấy anh em thấy sát thương bạo kích này. Sao bị ghê luôn. Đấy. Anh em thấy không? Bạo kích này. Bạo kích phân nữa này đấy. Được không? Sao bị ngon luôn đấy. Xem nó là với khả năng bạo kích đấy có thể đánh được cái ải này không. Con này có phản công ghê phết này anh em này. Ê à. Nếu như anh em nào mà xếp hạng top cao ngày hôm nay thì chắc là lên được vượt cấp bậc 4 rồi. Sau một tuần lên được vượt cấp bậc 4 ngay. Yeah. Bó kích nữa đi. Nữa đi. Đúng rồi. Phát nữa. Đấy, bạo kích liên tục anh em nhé. Ngon phết. Có thêm cái cường hóa sát thương bạo nữa. Ok phết đấy. Liên kích cũng được. Thụy thú. Nhận thêm phát nữa nào. Hôm nay 50 lần thì chưa được cái mốc gì. Ngày mai thì sẽ được thêm cái này. Nhưng mà chỉ là ngẫu nhiên. Thần thông ngộ đạo. Tinh quái. Linh thú. Thêm phát nữa đi. Hết. Tập kết bang thế nào. Có những cái nhiệm vụ gì được hoàn thành chưa. Đúng rồi. Thu tập hết à. Hôm nay nào xong sớm thế. Tiêu hao kim ngọc này. Chặt cây đấu pháp này. Mỗi lần đấu pháp có xác suất nhận lệnh tập kết này chỉ có 21 lần thôi. Tìm bị thủy tương tự. Tiêu hao tiên ngọc cũng tương tự luôn. À, chính ra là sự kiện ra hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Thế là mình mới đọc đến cái đấy anh em ạ. Ảo thật. Nhiệm vụ bang. Ok nha. Tiệm bang xem nào. Tiệm bang thì hôm nay mình mua được cái này rồi. gớm, chờ mãi đủ 1.800 mua đấy trăm nào anh em ạ. Đủ 1.000 thì mua thêm 10 tịnh bình thủy nữa. Ai à, hôm nay bang mình cũng có người nạp ha. À chính là mình chứ ai. Người đầu tiên nạp auto chuột. Trời ơi. Ủa, túi thần khôn còn gì đâu nhỉ, hết rồi. Vận may đủ 500 đào rồi này. Quay một lần. Ô ô ô ô, anh em thấy như nào? Cũng được ấy, ngẫu nhiên nha. Bây giờ ra em tinh quái đỏ là cười hớn hở luôn này anh em này. Ui, Phù Tang cũng được, nhìn chung cũng ổn. Nâng cấp level cho Phù Tang là cũng được anh em nhá. Để mình xem nâng cấp được. Ây à, lên bậc 2 luôn. Để mình xem ra đây đang là 12% máu. Tăng cấp lên. Wow, lên được 15% HP rồi. Anh em thấy được của nó ngon phết đấy. Chính là phần vận may là anh em bú đẫm này. Mỗi tội là những cái nhiệm vụ thì anh em phải lưu ý, đặc biệt là mấy cái nhiệm vụ liên quan tinh quái là mình thấy khó nhất. Cái nhiệm vụ mà nâng cấp tinh quái là khó ơi là khó đấy, nên là anh em tích lũy dần lại mấy cái em này này. Đấy cứ để đây thôi. Tức là đây là mình đã có được 2 lần nâng cấp rồi, thì ngày mai mình chiêu mộ nó sẽ giảm bớt phần nào cho mình, đúng không, kiểu vậy. Khiêu chiến này, à cái chiến yêu tháp này vẫn phải đánh thôi. Có rất là nhiều linh thảo nha. Cái gói siêu hời này của mình check qua một chút nha anh em. Liên kích kháng choáng luôn này, xin luôn nữa còn gì nữa. Quỹ trấn yêu tháp 35.10 thì mới có thể là nhận được quà tiếp theo, cũng càng ấy. 250 ngựa linh thạch, còn lại một túi này nữa, nhưng mà phải đến tận 40.10 cũng nói chung là cũng lâu ấy, không nhanh đâu anh em nhé. Rồi tiếp tục thôi. Bây giờ đang là đỏ tất rồi à? Thế thì mình sẽ ép nó lên trên này đi, hoàn hảo đi. Kháng né thuộc tính á. Kháng né à? Thực ra thì mình cũng cóc cần kháng né lắm, vì chủ yếu là đi đánh dị thú xâm lược thì mình để tùy ý vậy. Ok, thế thì bỏ ô này đi. Đồng thời hoặc huyết mạch là tổ hợp thanh long. Ok rồi, xem nào. Đấu pháp phải 9 lần này này. Ai à, hôm nay tuần này reset rồi nên nó mới tụt tốt xuống như thế anh em nhá. Ui à, ông kia né ghê vậy. Lại còn có cả kháng bạo nữa này, đúng khắc chế mình luôn á. Uầy, gắt đấy, Tướng Long đánh gắt đấy anh em ạ. Thôi dính gặp ngay ông nguyên né rồi, vẫn thắng được. Hỏi chấm, áo nhở, không hiểu quả đấy thắng được gì luôn á. Nhưng anh em yên tâm nhé, mình đang lấy dần em Chu Tước rồi. Khi nào mà nâng sao được cho nó lên tầm 5 sao ấy thì mình sẽ cho vào đội hình chính chơi choáng luôn. Chắc lúc đấy cũng đến ngày thứ 33 là vừa ấy. Build phân thân các kiểu con là đều luôn anh em nha. Nhìn chung là mình đã đi được, nếu như đến ngày 33 thì mình đã đi được 1/3 chặng đường đấy. Bây giờ đã được khoảng 10 ngày rồi. Thịt nó luộn, thịt nó luộn. Hôm nay thực ra nếu như anh em nào rảnh mà canh được lúc 0 giờ 00 ấy, bạo kích này, wow, ngon này. Nếu như anh em mà rảnh canh được lúc 0 giờ 00 thì nhớ chơi cái bảng quần hùng nhé. Mình thì vào hơi muộn, 12 giờ 30 mình vào ấy, thành ra là mình cắp chơi nhé. Để sang tuần mình chơi một thẻ. Sang tuần thì mình sẽ cố gắng canh lúc 0 giờ 00 để có thể là ăn full với Phù Thiên Diễn, top 1 luôn. Lựu đạn, lựu đạn này. À, ông này bị phản công, ông này bị phản công, ông này bị phản công. Nhưng tầm này Tam Nhãn Chân Quân nhìn chung là nó cũng chưa phát huy được hết sức mạnh đâu, bởi vì ở mấy cái level skill đầu của nó thì cái tỷ lệ phản công mà linh thú đi kèm nó chỉ có 10 mấy phần trăm thôi. Thì nó sẽ hơi khổ. Dị thú xâm lược thì cuối ngày thì mình sẽ đánh. Chết thử. Có 7 lần nữa này. Mạo hiểm đánh thử ải này xem được không nhá. Một. Ai à, bạo gớm nhỉ. Nhưng anh em thể nhìn thấy là mình cũng liên kích cho bão kích liên tục đấy, anh em thấy không? Nổ bão kích hơi bị gắt luôn đây. À này mình qua được luôn nha. Chấp bảo khí các chủ luôn nha. Chấp bảo khí các chủ luôn. Mày này. Ai à? Đấy, cường hóa sát thương đạo pháp đấy anh em ạ. Ghê chưa? Liên kích này. Uầy. Kinh mệnh trí bảo luôn này. Liên kích 12%. Gắt thế. Ồ, nhận luôn. Tuyệt vời đấy. Gói siêu hời. Cái quỹ này thì mình không mua cho nên là cũng không được nhiều quà cho lắm. Đây, 23 bình giảm được khá khá này, 1 tiếng 55 phút nha. Tập kết bang 9 cái rồi. Cố gắng bạo kích vài cái đi. Đích được. Ủa thế sao nó vẫn đủ điểm nhỉ? Ui giời ơi, ui quá. Thế là mình lại cũng có 800 cái ngự linh thạch rồi anh em. Thôi được, cứ để dành đấy, chuẩn bị chơi sự kiện tiêu ngự linh thạch là vừa. Nếu trong trường hợp mà nó lại ra Chu Tước thì mình cũng sẽ vả luôn, chứ không cần phải chờ đợi anh em nhá. Khoái Chu Tước lắm. Chơi choáng này perfect luôn. Đấy, sau này có nạn hồn các kiểu nữa, có sát thương tiêu đốt nữa là tuyệt vời ông một trời anh em ạ. Phúc địa xem nào, 6 bình nữa. Làm mới cái này đi. U là trời. U là trời. Thôi, thu thập cái này đi cho đỡ tiếc này. Thế thôi hôm nay chắc mình lên được 2.000 vạn. Hiện tại mình còn 500 đào thôi. Lên 2.000 vạn là ok lắm rồi. Ủa, level 100. Ui, hôm nay lên được level 200 luôn anh em nhé. Cán của bốc level 200 đấy. Cố lên level 200 đi xem nào. Ôi từ nãy giờ chiêu mộ cho này không được cái gì luôn á. Căng này. Chứng tỏ là cái tỷ lệ để xuất hiện mấy cái huyết mạch kia cũng hơi khoai đúng không? Đột phá được cái này lên này. Đấy, có một cái này nữa này. Hết. Tầng này thì sao? Ui giời, không được. Này, cũng không có. Thôi tạm thời như thế đã, hôm nay lực chiến lên nhiều là do cái mấy cái ấn ký anh em ạ. Mấy cái ấn ký nó tăng lên khá khá để lực chiến luôn á. Cố lên lên vào 200 đi. Trong khi đó đi mạo hiểm tí nữa xem nào. Gặp cây chổi. Gặp cây chổi. Úi da, đau nha. Hình như nó kháng bạo sao nhỉ? Vừa nói xong thì được bạo vài phát. Đấy. Tưởng nó kháng bạo thì ối rồi quá. Tiếp tục. Con này có phản công à? Uầy, bạo kích sướng nhờ anh em nhỉ. Cái build liên bạo đi ải phê phết đấy. Không chỉ là dị thú xâm lược đâu. Lại bạo kích này. Uầy, tăng tận 287.000 luôn á. Được nhờ. Tăng luôn 1.970 vạn rồi anh em ơi. À, thì ra là vừa lên level 200 cái đã ra luôn một cái món đồ level 200 luôn đây này. Thế cho nên là nó thay thế cho level cũ và sao nó tăng nhiều yêu lực thế. Ngon nhỉ anh em nhỉ. Thôi, cán mốc level 200 cũng như là tăng thêm khá khá điểm yêu lực như thế là cũng ổn trong ngày hôm nay rồi anh em ạ. Không cần mong chờ gì nhiều nhá. Để chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên là đăng ký kênh để có thể là theo dõi thêm series cày cuốc ATM của mình nha. Không, bắt đầu từ bây giờ thì cày chay thôi. Cày nông dân thôi, cày tháng với cả chuột thôi anh em nhá. Yeah, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá. Bye bye.